Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Hàn Quốc quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Hyundai Santa Fe nó có những phiên bản, ví dụ như là phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Phiên bản máy dầu thì 2.2, phiên bản máy xăng là 2.4 quý vị bạn nhé. Và trong các phiên bản máy xăng, máy dầu đều có những cái phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe này ở cái phiên bản 2.4 máy xăng quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 925 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới mà chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 máy xăng biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn